Đã thành truyền thống, ngày hội gặp mặt các nhà đầu tư không chỉ là nơi giao lưu, gặp gỡ cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư, mà đã thực sự trở thành diễn đàn, nơi những doanh nhân hàng đầu chia sẻ những tâm huyết và trăn trở của mình với quê hương Bác Hồ kính yêu. Công ty Mía đường Nghệ An đã có truyền thống 19 năm đầu tư ở Nghệ An. Thông qua ngày hội đầu tư được tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm, chúng tôi nhận thấy môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là của lãnh đạo tỉnh trong tất cả các vấn đề liên quan. Chúng tôi nghĩ rằng với môi trường đầu tư cởi mở, nguồn nhân lực tốt, tài nguyên thiên nhiên phong phú, Nghệ An sẽ tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư trong tương lai. Thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng là môi trường đầu tư hiện nay là ở đây đang còn rất là tốt, và một cái môi trường nói chung đang còn nhiều cái điều kiện để có các cái nhà đầu tư về đầu tư. Còn vấn đề cải cách hành chính ấy, thì phải nói rằng là Nghệ An chúng ta cũng đã có nhiều thay đổi, mỗi lần là có nhiều cái tiến bộ, mỗi lần có cái gọi rằng là đã là cải tiến rất là nhiều. Chẳng hạn như là một đầu mối vào là đầu tư, chẳng hạn Sở Kế hoạch Đầu tư làm rất là tốt điều này. Nhưng mà trong lúc đó thì cũng có những cái mà phải nói rằng là lãnh đạo thì rất là quan tâm các cái nhà doanh nghiệp, nhưng mà các cái cấp ngành bên dưới ấy, thì chúng ta nên cố gắng làm sao các những cái truyền đạt những cái suy nghĩ của lãnh đạo xuống từng cấp dưới một đó, lãnh đạo cấp dưới, để làm sao các nhà đầu tư người ta thỏa mãn. Rồi hôm nay chúng tôi cũng nghe ngóng xem có những dự án nào mà có thể tốt thì chúng tôi thể về là họp anh em lại để có thể là tiếp tục đầu tư vào nhiều dự án mới khác. Nghệ An là người đất nước của người tài, xong rồi số 2 nữa là trung tâm của bên chỗ đường bộ và đường biển, xong rồi là khu vực của Nghệ An này, và chung là Nam Cấm này là có đất vị trí rất đẹp sát bên quốc lộ 1A. Bên đây á, vừa bên chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, xong rồi có bên chỗ bên ban quản lý khu nghiệp và mấy cơ quan chức năng ở đây, tất cả ủng hộ công ty Ba Cô Cái Royal Food ở đây, là mỗi mặt vừa giấy tờ vừa tạo điều kiện tất cả. Một nhà đầu tư thì vào đến Việt Nam thì có 3 nơi mà chúng tôi cần đặt chân đến, một là Hà Nội, Sài Gòn, và thứ ba là đến Nghệ An. Và tại sao tôi quyết định Nghệ An thì đấy là một cái điều mà như các bạn biết là Nghệ An là khu mà chúng tôi đang đặt chân vào, đó là nơi khu kinh tế mà đã được tỉnh Nghệ An cũng như là chính phủ Việt Nam hỗ trợ tạo điều kiện rất tốt cho chúng tôi tại Việt Nam, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng để thực hiện tiếp những dự án đó sớm nhất tại Nghệ An. Quyết định đầu tư cái tấm dán chống virus tại Nghệ An, nhất là cái hiện tại thì trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, thì là những nước mà đang có rất nhiều các loại virus, mà đặc biệt là bản thân đất nước chúng tôi là Nhật Bản thì cũng đang phải chịu những cái các loại virus rất là nhiều, nên là để cho đảm bảo cho người dân thì chúng tôi sẽ phải nghiên cứu và sản xuất ra những cái loại tấm dán để chống các loại virus, cho đảm bảo cho người dân trong không phải chỉ ở Nhật mà còn cho cả thế giới. Trong đầu tháng 5 hoặc là giữa tháng 5 này chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất chính thức vào cái dự án ở tại Hoàng Mai.